Chào mừng các bạn đến với Tóc Lò Chim, quận 9 cũ mà giờ là thành phố Thủ Đức nha các bạn. Hôm nay Duy Nguyễn vượt 500 cây số, lộn 50 cây số từ bên Bình Tân đi qua bên đây để thực hiện những dự án video quen thuộc của mình. Nói chung là gym là một cái đam mê không thể nào mà gọi là nó phá bỏ, mà không thể nào mà nó làm cho Duy Nguyễn có thể một cảm giác trùng chân hay là mỏi gối. Ít nhất là 70 tuổi nha các bạn. Và cuộc đời của Duy Nguyễn mặt trắng này nó gắn liền với những chặng đường thành công sự nghiệp trước tuổi trẻ, những cái tai nạn trên xa lộ và những cái màn drama đẫm máu trên mặt trận online. Thì một trong những màn drama đẫm máu đó thì có một cái sự việc mà nó xảy ra hồi năm ngoái nha các bạn. Đó là Duy Nguyễn bị một tai nạn khá là nặng, xe nặng thôi chứ mình không bị gì hết á, trên cầu Sài Gòn. Và cái tai nạn đó nó đã dẫn tới một cái màn tranh đấu cực kỳ nảy lửa với công ty bảo hiểm. Và Duy Nguyễn nhớ ra mãi câu nói của nhân viên công ty bảo hiểm đó, là người ta nói với Duy rằng á, là có cái kết quả như ngày hôm nay thì chắc anh sẽ không bao giờ mua bảo hiểm nữa đâu. Đó, thì anh không trả lời câu hỏi đó. Vậy thì Duy Nguyễn có tiếp tục mua bảo hiểm hay không? Thì ngày hôm nay đó là nội dung của video này. Đối với Duy Nguyễn á, là một con người trong cuộc sống này, mình thành công, mình đẳng cấp thì mình sống phải chất và phải nét, mình phải trước sau như một. Wow. Mình sẽ nhìn việc không nhìn người nha các bạn. Và Duy Nguyễn luôn sống và hành động theo cái tôn chỉ đó. Và một câu trả lời khẳng định, chạy con mẹt 7 tỷ này ăn bảo hiểm bất. Thật. Bảo hiểm là gì? Đó là một cái giá trị của sự văn minh, một cái thước đo của đời sống đẳng cấp. Còn cái chuyện mà trong quá trình xảy ra bảo hiểm, nó ABC, nó xào, nó chẻ, nó cắn, nó gì đó, cái chuyện đó là chuyện nó không đại diện được cho hai chữ bảo hiểm nha các bạn. Tức là cái sự việc đó nó xảy ra với người A, với người B, với người C thì nó chỉ là một cái hiện tượng, có thể là chỗ đó làm chưa chuẩn hay là người đó làm chưa tốt, nhưng nó không có đại diện được cho cái mô hình bảo hiểm mà nó trong cái suy nghĩ của những người như Duy. Tức là cuộc sống này mình đâu có khe được tất cả, đúng không? Xe cũng phải bảo hiểm, nhà cũng phải bảo hiểm, rồi này nọ kia bảo hiểm. Mình không tư vấn bán bảo hiểm, mình chỉ nói là cái quan điểm của mình. Và dẫn tới cái việc ngày hôm nay mình tiếp tục mua bảo hiểm, nó là do cái suy nghĩ của mình, và thứ hai á là do cái và cách sống của một người đàn ông có trách nhiệm. Cái bảo hiểm nó nhiều phốt lắm bạn. Cái phốt con mẹt này là phốt khác, còn cái phốt con bé bảo hiểm kia nó bị đuổi nữa đó. Con bé bảo hiểm kia mà nói chung là nó đứng về quyền lợi khách hàng mà nó có gì đó với công ty á, nó bị đuổi. Thì anh đã từng nói một câu rồi, nếu mà em nghỉ công ty đó thì sau này em làm công ty nào á thì em chỉ cần cầm hợp đồng tới đây thôi, không nói gì nữa. Wow. Men không các bạn? Yes. Men không? Nói miệng men vậy thôi, nhưng mà có những cái trong kinh doanh này các bạn, trong cái giai đoạn dịch Covid đóng cửa 4 tháng đúng không các bạn, ai ở đâu có yên đó. Tức là con mẹt là tôi bỏ nhà luôn nè. Mà trong giai đoạn đó là mẹt của Duy nó hết bảo hiểm, con bé kia nó chào nó bán, cái nói anh hứa là anh mua của em, nhưng anh đâu có khùng tới mức mà xe anh đóng bỏ trong nhà, chuột nó cắn dây thôi mà anh phải mua bảo hiểm của em. Mà chuột cắn dây bảo hiểm nó cũng trả nữa các bạn. Nên thôi chừng nào thành phố mở cửa ra thì mua. Vậy thì anh mua bảo hiểm này vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 ha. Ngày 1 tháng 10 mở cửa, nó chạy tới nó chụp hình, nó làm thủ tục, nó chán lắm bạn. Cái xe nè, tôi nói thiệt á, bây giờ làm ăn lớn với nhau thì nói chuyện kiểu lớn. Mà ví dụ như bảo hiểm bây giờ trầy chút xíu thì thôi, bây giờ có chịu không? Bây giờ tôi chạy chút xíu vậy nè, ông bán thì tôi mua, ông không bán thì tôi nách luôn. Chứ ông ấy, nó thật sự có những người ta làm việc rất là máy móc các bạn. Nói thôi em bán bảo hiểm cho anh nhưng mà chỗ này em không tính nha. Nói nghe thấy ghét. Nếu mà cái chỗ này không tính đúng không, 200 ngàn, sợ hôm nãy làm không luôn. Thằng quay phim nó đang làm xe đó các bạn. Cái này nè, ra liếm một cái sạch bon gì đâu. Liếm bằng quá chất chứ không phải liếm bằng cái lưỡi nha các bạn. Đó, xong rồi cái cũng chụp hình chụp huyết này nọ, coi số sườn, số máy, số khung đồ, đúng không? Coi số máy, số khung, rồi coi km đồng hồ, rồi nó coi tờ lưa á bạn ơi. Nó thật sự anh mua nhiều cái bảo hiểm này tới làm hết rồi. Giờ em mà anh là thuộc dạng là sống là có nghĩa có tình trước sau như một, em coi mấy râu ria cấm lợn nó gì, nó hỏi câu này mới sắp nha các bạn. Anh ơi có cà vẹt ở đây không anh? Không, trên mạng em hỏi coi đây là 1 tỷ rồi đó em. Trên mạng em hỏi coi đây là 1 tỷ rồi đó. Đó, nhưng mà thôi, chuyện đó là chuyện ngoài lề. À quên, cái vụ mà lockdown đúng không? Lockdown là không mua là hợp lý đúng không các bạn? Hợp đúng không? Không lẽ giờ lockdown 4 tháng rồi tôi mua bảo hiểm xong rồi tự nhiên cái bảo hiểm tôi mất hạn 4 tháng. Đâu có ai làm chuyện khùng đó đúng không các bạn?
Đó, nên mình sống mình có đẳng cấp, nhưng mà cái đẳng cấp mình nó phải hợp lý. Thêm cái hợp lý nữa nè, bây giờ nó thật sự bạn công ty bảo hiểm chắc cũng vả lắm rồi. Cái này là gì nói gì đón thôi nha, chứ không biết nó vả hay không vả. Bây giờ mua bảo hiểm này chưa ra tiền nữa bạn. Nó có chính sách là trả chậm 30 ngày. Wow. Nó chính sách trả chậm 30 ngày. Xong cái mình hỏi, cái nói, giờ cái xong cái anh nhắn tin lại anh hỏi về chính sách trả chậm nó còn hiệu quả không? Cái nói còn anh không lẽ tính trả chậm hả? Nó cho trả chậm ngu dưỡng trả bà. Đó. Nó cho trả chậm ngu dưỡng trả. Đó đạo lý bình thường đúng không? Này này mua ngày 2 tháng 10, ngày 1 tháng 10 giờ ngày mấy rồi? 16 7 gì đúng không? Nó nửa tháng rồi chưa trả tiền cho nó, nói chứ mai thứ hai đầu tuần chuyển tiền cho nó đi giỡn hoài. Đó, rồi vậy thì cái xe này của tôi mua 7 tỷ phải không? 7 tỷ 2 mà làm tròn 7 tỷ đi cho nó gọn. Nhưng mà giờ á con này là tháng có con này là năm thứ tư rồi đúng không? Năm thứ tư rồi mua hồi đông hình như năm thứ tư rồi, thứ ba thứ tư gì đó. Thì bây giờ nó làm bảo hiểm tôi có 5 tỷ rồi bạn. 5 tỷ tức là sao? Tức là nào lấy xe để tôi đền tôi 5 tỷ. Tôi hiểu vậy đó, không biết đúng không nha. Nhưng thật sự tôi nghĩ chuyện mất xe hơi chuyện nó khó có đâu mà. Xe của mình cũng cho tài xế nó chạy từ lưa hộp dưa rồi giấy tờ cũng đầy đủ rồi, nó cầm đi nó bán thì chắc nó bán được rồi đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ chuyện mất xe hơi chắc nó hơi bị hiếm. Còn mấy cái màn thủy kích thủy cót gì đó thì nó đền không 100% đâu. Chúc tôi có cái hợp đồng thì mới chi tiết đúng không? Còn cái giá bảo hiểm chắc nó không chi tiết. Nhưng mà thôi, nói cho bạn biết là tôi đã mua tiếp tục bảo hiểm cho con này đó. Và tôi mua bảo hiểm là tôi mua bảo hiểm xịn luôn đó, đúng không? Tại vì đối với mình á, cái con mặt trắng đó là kỷ niệm, là ký ức. Đừng có ai hỏi tôi chuyện bán xe. Xe này mốt chạy nát nồi nát đá đó, tôi sửa chạy hoài luôn. Mà chạy không nổi nữa tôi sẽ làm một cái gara cho cái mộ cho nó luôn. Đó thiệt đó. Cái cuộc đời của Duy Nguyễn nó gắn liền với con mặt trắng. Nó ra đường nó gặp xe ghim chúa kìa, ồ ghim chúa đâu, ghim chúa đi khách sạn này, ghim chúa đi khách sạn kia. À ghim chúa chở nhỏ tóc ngắn, chở cho tóc dài, ồ sao chở nhỏ vét trắng, nhỏ vét đen. Xong thằng nào nó ghét mình, nó ê thằng Duy Nguyễn kìa. Đó. Ê Duy Nguyễn đó. Không, à, ghim chúa em hâm mộ anh. Còn cái thằng đi qua đường lườm mình. Đó, không biết nó muốn gì nữa, kệ đi. À bây giờ nguyên tắc là mình làm video ngắn gọn thôi các bạn. Mình chia sẻ bạn mình đã mua bảo hiểm và mình sẽ mua. Con mẹ cóc mình cũng mua. Con mẹ cóc mình cũng mua luôn. Ủa mà con chém hơi lố con mua người ta. Thôi bữa nào kiểm tra đi các bạn. Mẹ cóc hôm nay mấy năm rồi ít chạy lắm. Đây. Mà trước khi á mà mình nói phải có dẫn chứng đúng không? Mình cho bạn coi được cái tủ quyền lực của mình. Không. Mình lấy số ấp bảo hiểm cho bạn coi luôn. Quay mé mé thôi mày, tiền nhiều lắm mày. Nghe mé thôi nè. Không. Đây. Có lộn phải này, phải này, lộn mày. Bí mật. Giấy tờ cầm xe rồi bùm la. Được. Ok, rồi xong. Đó, mình chơi là phải chơi nét vậy đó. Coi chừng lộ clip sau nha, clip sau nó còn liên quan tới cái này nữa. Ê chết mẹ, bảo hiểm tao đâu rồi? Má đừng có chỉ máy quay nữa ba, biết vậy được rồi. Mày làm tao hồi hộp tao lộ giấy. Thì tại hôm nay nó nhiều giấy bí mật lắm mà. Đây, về đi mày. Làm hồi hộp á. Ok. Rồi, đây. Một cặp. Một cái điều mà tôi không thích ở Việt Nam ở chỗ này, không thích ở Việt Nam mà thích ở cái điểm này thôi nha các bạn. Đó là giấy tờ quá nhiều ạ. Giấy tờ quá nhiều. Đối với tôi đó là sự chậm phát triển. Thật. Mà đi xe cầm 4 loại giấy. Đó là nội dung video tiếp theo cho các bạn. Đây. Rồi, mình sẽ khép lại video ở đây rồi cho mấy bạn media bạn vô quay đi. À bảo hiểm của hãng nào đúng không? Hãng BVI nha các bạn, hãng dầu khí Việt Nam. Wow. Mình không chơi thôi, mình chơi là chơi cặp. Bởi vì mình mà đã chuyển dịch vụ rồi là không bao giờ có ngày trả lời. Yes. Giống như cái vụ mà bạn biết cái vụ mà cái bồn tắm tôi chưa? Mấy cái thiết bị gì vệ sinh đó. Cơm không lành, canh không ngọt, như cũ nữa, đập hợp đồng mới cho mới 250 triệu liền. Chỉ là bằng những đoạn chat trên mạng thôi. Chẳng biết showroom ở đâu, chẳng biết nhân viên là ai, chẳng biết giám đốc là ai, chẳng biết cái hàng này có hay không có. Chỉ bằng những đoạn chat trên mạng thôi, Duy Nguyễn đã xuống một hợp đồng thiết bị vệ sinh 250 triệu. Và chắc chắn là sẽ có clip bạn. Đây rồi mấy em cứ quay đi. Dầu khí là giàu quá không gì ngoài tiền đúng không? Ủa rồi bữa hổm nó nói mình là xe mà nó khai 5 tỷ, giờ khai 4 tỷ rưỡi. Ủa làm ăn vậy đó. Chết mẹ lúc xa gà chết rồi ba ơi. Thôi cãi bà đó đi, nhiêu mệt quá, xe của tôi không có bán đâu, mấy tỷ cũng được hết á.
thì cái giá trị xe bảo hiểm này sẽ giảm dần theo thời gian nha các bạn. Lúc mà Duy Nguyễn mới mua con xe này là bảo hiểm của Duy là 130 triệu đó. Rồi xong rồi tháng cái năm sau nó giảm xuống, nó giảm xuống còn 100 hay là 90 mấy gì đó. Xong rồi năm sau nữa nó giảm xuống còn 80 mấy. Còn bây giờ hình như là nó bán anh Duy 70 mấy triệu cái tiền bảo hiểm đó. Mà giá trị xe nó giảm dần nha các bạn. Còn cái bảo hiểm năm đầu là mẹt tặng. Đó, tại vì nói chung là có deal, deal với nhau đúng không? Anh là kêu eo lớn mà, nói chung là thật sự deal với nhau. Cái bữa bật ti xe này nọ hay tất cả thứ, cái xe này anh không trả giá một cắc. Thật, anh mua hàng không trả giá bạn. Bởi vậy anh cũng không muốn tạo ra một cái tiền lệ để khách hàng vô BBT trả giá. Đó, nhưng mà ngược lại, hãng xe tặng cho anh cái bảo hiểm mà năm đầu á là 100 mấy, 100 mấy không nhớ, 110 hay 100 lẻ mấy hay 110 mấy gì đó. Nó đại loại là vậy các bạn. Giá trị bảo hiểm nó sẽ giảm dần với thời gian. Còn khi mà bạn bị một cái cây tai nạn xảy ra thì tùy vào tình hình thực tế, tùy vào khai báo, tùy vào ABC các kiểu, rồi bảo hiểm nó sẽ trả tiền cho bạn. Và nha các bạn, đó là thật sự là cũng có những cái cây tai nạn lớn mà bảo hiểm đã trả tiền cho Duy. Nhưng mà chỉ có cái cây mà hồi năm 2012 á, ủa lộn 2020 năm ngoái đó, thì là Duy ăn đủ một cú luôn nha các bạn. Rồi. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài.